Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 29 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc bao vây Đá Ba Đầu đặt ra mối đe dọa mới đối với Việt Nam. Mới đây, Philippines đã lên tiếng chỉ trích hành động mang tính gây hấn của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh điều hơn 200 tàu thuyền đến Biển Đông. Manila đồng thời yêu cầu Bắc Kinh rút đội tàu này ra khỏi vùng biển đang tranh chấp. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines đã yêu cầu hơn 200 thuyền của Trung Quốc mẫu khẳng định là thuộc lực lượng dân quân biển của Trung Quốc phải rời khỏi dặn san hô có tên là Đá Ba Đầu và Manila thì gọi là Julian Perpet thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là hình ảnh chụp vệ tinh Đá Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa cho thấy tàu cá của Trung Quốc tập trung tại đây từ tháng 3 năm 2021. Trong một tuyên bố, ông Lozena khẳng định chúng tôi kêu gọi phía Trung Quốc ngừng ngay hành động xâm phạm này và nhanh chóng rút tàu thuyền đang vi phạm trong quyền lãnh hải của chúng tôi và xâm phạm chủ quyền lãnh hải của chúng tôi. Người đứng đầu ngành quốc phòng của Philippines cũng tuyên bố Malaysia sẽ kiên định bảo vệ quyền chủ quyền của mình. Sau đó, trên mạng xã hội tweet, Ngoại trưởng Philippines Teodoro cũng cho biết Manila đã gửi công hàm ngoại giao phản đối sự hiện diện của các tàu thuyền Trung Quốc nói trên. Ông Locsin cũng viết trên trang tweet như sau: ngoại giao là một quả đấm thép của lực lượng vũ trang Philippines và lực lượng đặc nhiệm quốc gia biển Tây Philippines, một cơ quan thuộc chính quyền của Manila chịu trách nhiệm giám sát dặn san hô nói trên cho biết họ đã phát hiện lực lượng tàu thuyền của Trung Quốc neo đậu thành hàng dài tại dặn san hô này vào hôm 7 tháng 3 năm 2021. Trong một thông báo, lực lượng đặc nhiệm cho biết bất chấp thời tiết thuận lợi vào thời điểm đó, tàu thuyền của Trung Quốc tập trung ở dãy san hô đó không tiến hành bất kỳ hoạt động đánh cá thực sự nào và bật toàn bộ hệ thống đèn trắng suốt đêm. Thông báo cũng cho rằng sự hiện diện của lực lượng tàu thuyền này là một mối quan ngại vì hoạt động đánh bắt cá quá mức và hủy hoại môi trường biển, cũng như nó có thể gây ra những rủi ro đối với hoạt động đi lại an toàn trên biển. Lực lượng đặc nhiệm thề sẽ tiếp tục thực hiện các sáng kiến một cách chủ động và mang tính ôn hòa để bảo vệ môi trường, an ninh, lương thực và tự do hàng hải ở Biển Đông. Dạn san hô nói trên có tên là Đá Ba Đầu, thuộc bãi ngầm Union, nằm cách tỉnh Palawan ở phía tây Philippines khoảng 175 hải lý, tức là tương đương khoảng 324 km về phía tây. Theo quan điểm của Manila, dãy san hô này vốn thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng khẳng định chủ quyền ở đây, nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trung Quốc thường sử dụng các tàu đánh cá như các tàu quân sự trong hoạt động lấn chiếm biển đảo tại các nơi tại Trường Sa. Đây là hình ảnh vệ tinh chụp các tàu Trung Quốc tại khu vực Đá Ba Đầu vào hôm 23 tháng 2 năm 2021. Trong một tuyên bố chính thức được đưa ra vào hôm 22 tháng 3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết họ đã ghi nhận những tuyên bố của Philippines về vấn đề này, nhưng cho rằng việc triển khai 220 tàu gần bãi Đá Ba Đầu là một hoạt động bình thường của tàu cá Trung Quốc. Đây là một hành động đe dọa mới nhất của Trung Quốc đối với Philippines, mặc dù kể từ trước khi lên nắm quyền, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã theo đuổi chính sách làm thân với Bắc Kinh. Ông Duterte đã không phản đối các hành động hung hăng của Trung Quốc, cũng không yêu cầu Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài vào năm 2016. Thay vào đó, ông Duterte đã cậy nhờ Bắc Kinh hỗ trợ các khoản đầu tư và tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng của Manila. Hiện Bắc Kinh đã tặng và cam kết cung cấp thêm vaccine COVID-19 cho Manila. Ngoài ra, ông Duterte còn cố gắng thúc đẩy khai thác chung với Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Và liệu sự kiện ở đảo Scarborough vào năm 2012 có tái diễn hay không? Vào năm 2012 đã xảy ra sự kiện Trung Quốc đã sử dụng chiến thuật cải bắp để giành quyền kiểm soát trên thực tế bãi cạn Scarborough từ tay quân đội Philippines. Chiến thuật cải bắp được một viên tướng Trung Quốc khoe khoang, đó là sử dụng nhiều lớp tàu khác nhau, trong đó bao gồm đầu tiên là cho tàu cá xâm nhập, nhưng thực chất là các tàu dân quân biển giả dạng tàu cá. Vòng thứ hai là các tàu hải giám ngư chính, tuần tra, giám sát, hộ tống. Vòng thứ ba là các tàu của Hải quân Trung Quốc. Bằng cách này, các tàu của Philippines vốn ít về số lượng và không đủ uy lực sẽ không thể vượt qua các lớp tàu này để tiếp cận bãi đá carbon. Đây là hình ảnh vệ tinh chụp các tàu Trung Quốc tại khu vực bãi đá Ba Đầu hôm 23 tháng 3. Và như vậy, trên thực tế, quyền kiểm soát bãi cạn này đã chuyển sang các tàu của Trung Quốc. Thậm chí, tướng Trương Triệu Trung của Trung Quốc còn khẳng định chiến lược này còn có thể được áp dụng ở các nơi khác mà không cần phải sử dụng đến chiến tranh và chỉ cần thời điểm thích hợp để áp dụng mà thôi. Ông Trường nói thêm, đối với các hòn đảo nhỏ, chỉ có vài binh lính của các nước đóng quân trên đó, không có thức ăn, thậm chí là nước uống. Nếu chúng ta thực hiện chiến lược cải bắp, họ sẽ không thể gửi được thực phẩm và nước uống lên các đảo. Nếu không được cung cấp thực phẩm, trong 1 đến 2 tuần, các binh sĩ sẽ tự rời khỏi đảo. Một khi rời đi, họ sẽ không bao giờ có thể trở lại. Với số lượng tàu cá đột biến kéo đến bao vây đá Ba Đầu đông như vậy, rất có khả năng Trung Quốc sẽ áp dụng chiến thuật bắp cải để giành quyền kiểm soát khu vực quan trọng này. Và nguy cơ tiềm ẩn rất lớn đối với Việt Nam. Việt Nam cũng là một quốc gia tuyên bố chủ quyền với toàn bộ quần đảo Trường Sa, trong đó có đá Ba Đầu. Việc Trung Quốc triển khai số lượng tàu dân quân biển, viết tắt tiếng Anh là FAM, giả như tàu đánh cá tại khu vực này tạo ra đe dọa đối với lợi ích của Việt Nam ở đây. Các tàu dân quân biển Trung Quốc như vậy sẽ sẵn sàng được kêu gọi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào do Trung Quốc tiến hành và sử dụng các vị trí chiến lược để nhanh chóng tiếp cận bất kỳ ngóc ngách nào của Biển Đông. Trong lịch sử, các cách này đã đóng vai trò quan trọng cho nhiều hoạt động hàng hải, từ giám sát đến can thiệp của các tàu hải quân Hoa Kỳ qua lại cho đến các cuộc đụng độ bạo lực với phía Việt Nam. Việc đóng quân ở các tàu này trên quần đảo Trường Sa phục vụ cho việc triển khai các lực lượng phụ trợ hoặc lực lượng dự bị có thể được thực hiện để khẳng định hoặc thực thi sự kiểm soát của Trung Quốc trên toàn bộ Biển Đông. Và số lượng các tàu tại chiến dịch này có thể dễ dàng cản trở hoặc ngăn chặn các tàu hải quân của các quốc gia khác trước khi chúng đạt được các mục tiêu tại các khu vực đang hoạt động. Đây là hình ảnh các tàu dân quân biển của Trung Quốc tại Đá Ba Đầu, ảnh do chính phủ Philippines công bố. Nếu Đá Ba Đầu bị mất vào tay Trung Quốc và Trung Quốc có thể bồi lấp và quân sự hóa đá này, thì đây là một sự leo thang đáng kể và lo ngại cho các quốc gia tranh chấp trên Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam. Bởi vì bãi ngầm Union nằm ngay trong khu vực trung tâm của tam giác chiến lược, được hình thành bởi các căn cứ không quân và hải quân của Trung Quốc trên đá chữ thập, Subi và đá Vạch Khăn. Ngoài ra, các căn cứ quân sự trên Gạc Ma, đá Gaven và đá Khanna của Trung Quốc đang kiểm soát cũng đã vận hành các phương tiện giám sát tầm xa và chứa các thiết bị liên lạc. Việc Trung Quốc củng cố quyền kiểm soát Đá Ba Đầu có thể làm suy yếu khả năng kiểm soát của Việt Nam đối với khu vực này. Hiện nay, Việt Nam đang kiểm soát 3 thực thể ở đây, đó là đảo Sinh Tồn, Côn Linh và Lên Đào. Cả 3 thực thể này đều có thể bị đe dọa trực tiếp bởi sự gia tăng hiện diện và hoạt động của Trung Quốc tại bãi đá Union. Và việc bố trí lực lượng ở đây lớn là cho một mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với Việt Nam, đặc biệt khi xem xét đến việc Trung Quốc trước đây đã đe dọa tấn công Việt Nam bằng vũ lực khi yêu cầu chấm dứt các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam tại lô 136.3 và 07.3. Cho đến nay, mặc dù phía Philippines đã lên tiếng mạnh mẽ, thế nhưng vẫn chưa thấy phản ứng gì từ Việt Nam một cách đáng kể. Thậm chí, ngay cả người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa thấy lên tiếng, cho dù sự lên tiếng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam dường như rất chung chung và không ám chỉ rõ ràng điều gì. Và trong lúc này, ông Nguyễn Phú Trọng cũng thừa nhận Việt Nam đã không lên tiếng về sự cố ở Biển Đông vì tế nhị. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước trước Quốc hội vào hôm 24 tháng 3 năm 2021. Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng mới đây cũng lên tiếng thừa nhận trong nhiệm kỳ Chủ tịch nước của ông vừa qua, Việt Nam đã có lúc không thể công khai những sự cố xảy ra ở Biển Đông vì vấn đề tế nhị. Truyền thông nhà nước Việt Nam trích lời ông Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch nước từ năm 2016 đến năm 2021, trước Quốc hội vào hôm 24 tháng 3 cho biết như sau. Có những việc không thể nói công khai, nhưng có những thời điểm có những sự cố xảy ra ở Biển Đông xử lý như thế nào, phía Tây của chúng ta như thế nào, phía Tây Nam như thế nào, quan hệ với nước bạn như thế nào. Có những cái xử lý phải nói rất thật với các bạn, các đồng chí là hết sức tế nhị, hết sức khôn khéo, nhưng cả hệ thống của chúng ta làm rất tốt. Ông đã nói như vậy. Trong phần nói về nhiệm vụ an ninh quốc phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng cho hay trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã tham gia chỉ đạo xây dựng hoàn thiện nhiều đề án, nhiều chiến lược quan trọng liên quan tới lĩnh vực an ninh quốc phòng. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói, dù Việt Nam không công bố nhưng Hà Nội đã xây dựng một loạt chiến lược quốc phòng, an ninh đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nói trước Quốc hội, ông Nguyễn Phú Trọng không nói cụ thể các chiến lược quốc phòng an ninh này là gì, mà chỉ cho biết ông đang chỉ đạo xây dựng một số chiến lược có liên quan trực tiếp đến quốc gia cực kỳ quan trọng. Ông nói tiếp, trong bất cứ tình huống nào chúng ta không được để bất ngờ về quốc phòng an ninh ở tất cả các hướng, cả phía Đông, phía Tây Nam, phía Bắc với các nước ở xa, ở gần, nước lớn, nước nhỏ. Việt Nam hiện vẫn còn những tranh chấp với Campuchia ở biên giới phía Tây Nam và với Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Từ khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận chức Chủ tịch nước vào tháng 10 năm 2018, sau cái chết đột ngột và đầy bí ẩn của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang vì một loại virus lạ, Trung Quốc đã liên tục có các hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. Các hoạt động này của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam. Trong suốt thời gian Trung Quốc gây hấn, ông Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gần như không lên tiếng công khai phản đối các hành động này, mà chỉ có Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng. So với hồi vào năm 2014, khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam, lần này Hà Nội cũng không lên tiếng công khai nhiều trên báo chí về các hoạt động cụ thể của Trung Quốc ở bãi tư chính của Việt Nam. Và lần này là một vụ mới đang diễn ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 29 tháng 3 năm 2021 với bản tin Trung Quốc bao vây Đá Ba Đầu, đặt ra mối đe dọa mới đối với Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de